Này là một một cao thủ đam mê nuôi chim. Con hả? Cái này chưa, mọi người chưa thấy đâu. Đây là cái phòng nuôi chà mè không nha. Đó là cái phòng nuôi chà mè này, là giải phòng trọ luôn. Quyển giải phòng trọ này, giải phòng trọ đúng không chú? Cái này giải phòng trọ đúng không? Ừ. Đó, giải phòng trọ quá trời luôn. Phòng. Thế mà chú có nguyên một cái phòng luôn. Cái phòng gần cuối nuôi quá hết cho chà mè. Ở mấy lòng này chim đâu hết rồi? Trời ơi, bà nào sướng vậy? Bà mua cái gì đó, đủ này kia mình nuôi mà bà lại có sinh. À, được gái không? Được gái mà cho lần hai con cũng trời. Trời ơi, có số điện. Cái ta cũng đâu có điện, có gì đâu. Đây, nuôi luôn trên gác luôn. Dạ. Là mấy ngày là mình quay lại mình cho nó ăn lần chứ? Hai ngày một lần. Cái này là 2 ngày quay lại lần. Còn cái bên mà nuôi con mình kia là mấy ngày? Cũng 2 ngày luôn à? Còn 1 ngày. À, ngày nào cũng vô trong đó. Rồi mình ở một chỗ, chỗ nuôi chà mèo là một chỗ, còn chỗ nuôi mình biệt là một chỗ. Mới nãy bên mình biệt mà con quay dữ ghê. Mới nãy con quay mới được. À, đúng rồi. Quay làm biết kỷ niệm. Này là chắc hiếm ai mà như vậy lắm nè. Sao mà mê chim gì mà mê dữ vậy không biết. À. Nó mà thấy tao nuôi vậy chứ thời gian này tao tiễn rồi có con hai con để tao chơi lục thôi. À. Tao chơi đấu nhà. Cũng có mua bán gì, tao có biết ai đâu mà mua bán. À. À, giờ hai chú cháu đi tiếp qua một nơi nữa, coi chim tiếp. À, để bài bạn giờ chim nhốt nóng. Mới nãy con quay cái phòng bìm bịp dở ghê á. Hôm nay có chim lên quay. Cho đó mà, mấy con cho không mà. Ủa tao đang chim này tao bán đó mà không ai mua nó đủ. Đây là nguyên một cái động chim luôn. Mình mới vô một cái động chim. Trời ơi, con đóng. Ở nhà còn chim gì chổng anh? Trời ơi. Dạ. Cu. Quá khủng khiếp, bình biệt là bình biệt luôn. Tiền điệp chơi này rất đầy đài hết. Tiền động chim. À, đây mình sẽ quay lại cái khu nuôi tiền điệp của chú đây. Cho hai ổ nữa đi. Trời ơi, giả mang. Ai gửi vậy? Mấy thằng bạn ở ngoài Bình Thạnh. Sáng giờ là đã hết mớ rồi. Thịt bò hả? Thịt heo, cái này thịt heo. Trời ơi, mê. Sao thì chứ? Ngang 4 mét hả chú? Ngang 4 mét.
được rồi, được rồi. Cáp mới mẹt, mẹt đẹp quá ha chú ha. Bao nhiêu xúc bấm nhiêu ạ? Ờ, 20 ngàn sáng giờ đây ra. Trời ơi. Khung cảnh này rất là đẹp nha, có cái giỏng luôn, có cái chim cá, có cây tầm dông, có cây tầm dông, có cái hồ cá nữa. Đó, nhìn vô cái nhà gạch đó là 4 mét. Chết sao có đường hẻm ta, à, chắc tính luôn đường hẻm luôn á. Còn cái nhà tô là không phải, nhà tô người ta, nhà gạch là nhà chú. Đó, quay cho anh em tham khảo cái khu rất là lạ lùng.